Steam được biết đến như một trong những kho game online lẫn offline cho PC nổi tiếng toàn cầu với số lượng game khủng. Người chơi có thể tìm được hầu hết như tất cả các game PC đang hot tại đây. Sau đây, Tinh Học Ngôi Sao xin chia sẻ cho các bạn top 4 game bắn súng góc nhìn thứ nhất miễn phí trên screen. Đầu tiên, không thể không nhắc đến đó là CSGO. Ra mắt vào tháng 8 năm 2012, đã hơn 8 năm tính từ ngày ra mắt, CSGO vẫn giữ được phong độ và độc chiếm vị trí nhất định với những người yêu thích thể loại game bắn súng ở góc nhìn thứ nhất, FPS. Game được lấy bối cảnh từ tình hình khủng bố, người chơi sẽ được hóa thân đan xen vào hai phe, phe khủng bố và phe chống khủng bố. Sự thu hút khác của CSGO với những game thủ là game sở hữu rất nhiều chế độ chơi và hàng loạt loại bản đồ khác nhau, giúp cho các game thủ có thời gian làm quen với game trước khi quyết định dấn thân vào chế độ chơi xếp hạng căng thẳng và thú vị. Điểm giống nhau duy nhất của hai phe đối lập nhau là lượng vũ khí sẽ được nhà phát triển cho phép giống nhau đến khoảng 80%, chỉ khác nhau khoảng 3-4 khẩu. Ngoài ra, game cũng được nhà phát hành liên tục cập nhật sự kiện, người chơi có thể cùng đồng đội làm event và nhận những phần thưởng hấp dẫn. Thứ hai, game Destiny 2. Destiny 2 ban đầu là một game có phí, nhưng nhà phát hành muốn định hướng game theo hướng khác nên đã chuyển nó sang dạng miễn phí. Game vừa ra mắt vào tuần đầu tiên tại Nhật và đã bán được hơn 50.000 bản, đạt danh hiệu game bán chạy nhất trong tuần. Ngoài ra, game còn giành được nhiều thành tích ấn tượng tại những nước khác như Anh, Bắc Mỹ, v.v. Game được lấy bối cảnh từ một thế giới khoa học viễn tưởng bí ẩn. Game chủ yếu tập trung vào sự tương tác giữa các người chơi. Bạn sẽ phải hóa thân vào các Guardian với nhiệm vụ bảo vệ loài người. Có 3 tầng lớp Guardian chính, Hunter, Titans, Warlocks. Mỗi tầng lớp sẽ có bộ kỹ năng khác nhau và những điểm mạnh, điểm yếu riêng biệt. Bạn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ để mở ra những loại vũ khí mới. Vì game được định hướng theo dạng phối hợp, nên việc thực hiện solo sẽ không được khuyến khích. Thứ 3, Team Fortress 2. Để tiếp nối sự thành công của game Team Fortress Classic ra mắt năm 1999, Team Fortress 2 được ra mắt sau 8 năm, tức năm 2007. Cho đến hiện nay, game đã có mặt trên thị trường gần 14 năm, nhưng người chơi vẫn luôn bình chọn game là một trong những trò có thể loại bắn súng ở góc nhìn thứ nhất, hay nhất. Vì sự thành công của phiên bản trước, Team Fortress 2 được phát triển theo dạng đấu PvP. Game chia người chơi thành hai phe đối lập nhau. Hai phe sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đánh bại phe đối lập và giành chiến thắng. Game có 9 nhân vật. Bạn sẽ được chọn và hóa thân thành một số nhân vật đó. Nhân vật sẽ có vũ khí riêng biệt cùng với ưu, khuyết điểm khác nhau. Thứ 4, World of Warships. Nối tiếp sự thành công của hai game đi trước World of Tanks Blitz and World of Warplanes, War Gaming Group Limited cho ra mắt World of Warships, được ra mắt chính thức vào ngày 17 tháng 9 năm 2015, ra mắt trên Steam cùng với Microsoft Store và vào tháng 5 năm 2019. Game đã tăng trưởng lên đến hơn 1 triệu người chơi. Người chơi có thể chọn chế độ chiến đấu người với người, PvP, ngẫu nhiên, hoặc bạn cũng có thể chọn chế độ chiến đấu giữa người chơi chiến đấu với ngoại cảnh, PvE, nâng cao. Ngoài ra, khi đã cứng tay, game có hai chế độ chiến đấu hạng, rank, để thi đấu với những người chơi khác. Chế độ đấu rank sẽ kéo dài tầm 1 đến 3 tuần để bạn giành được huy hiệu vàng. Và đó là tổng hợp top 4 game bắn súng góc nhìn thứ nhất miễn phí trên stream dành cho PC. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ team mình phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.